Mấy đứa có biết ở trong cái bát này là cái đồ gì không mà mấy đứa nhau ra đây? Hả? Có biết trong bát này là đồ gì không? Nhớ không ăn được thì sao? Hả? Ui xem nào, phải đổi chỗ. Lên đây đi. Mi ngồi sát vào Kila sang đấy bên đây. Kila sang. Rồi, ngồi đây. Cả con Siro nữa, Siro cũng lên ghế đấy đi. Rồi, ngồi cẩn thận, không đèo chị. Yumi sang đây đi. Yumi lên ở giữa đi. Không, taxi. Yumi lên ghế ngồi. Siro lên. Làm sao để mà ngồi được vào giữa? Ok, ngồi đây. Ngửi đến mùi xúc xích được đúng không? Yên đấy. Từ đã, đầu tiên lùi lại. Đầu tiên là phải nào. Thôi được rồi, cho ăn lần lượt. Đứa nào nhau ra đứa sẽ được ăn sau nha. Chứ còn phải đứa nào phải ấy thì mới ăn trước. Rồi, bây giờ đến lượt con Masi cho nó cái ấy này. Nhắc cho nó dùng thuốc này. Đây này, à viên thuốc này. Nhét vào cho Messi. Đây, Messi tiếp này. Mì này. Messi tiếp này. Hai đứa biết lý do tại sao hai đứa chỉ được ăn không? Bởi vì nhìn quá chăm chú vào cái này, phải nhìn vào mặt anh như này. Đây này, nhìn vào mặt anh như này. Để ý vào cái này làm gì? Siro lùi lại. Lùi lại. Rồi, Siro bé, Siro ăn trước. Đây, Pila đây. Messi này. Yên đã, để kiểm tra xem nó đã hỏng chưa. Miếng này hình như hỏng rồi sao ấy. Không được thơm lắm. Xịn miếng nha. Được không? Xịn miếng được không? Nha. Anh ăn miếng nha. Có được không? Nó suy mà ngậm chặt mồm mà không được để chảy rãi ra thế kia. Rồi vậy đấy. Một miếng chia cho bốn đứa. Này. Yên để anh chia làm sao để cho nó đều nhau. Không lại miếng to miếng bé. Bất công. Rồi nó suy này. Siro này. Pila này. Phải nhai không được nuốt. Nuốt trứng thế còn gì ngon á. Chia làm sao để cho nó đều. Chia làm sao cho đều được bây giờ. Quá chia quá, chia làm ba khó quá. Siro này, Messi này, Pila này, còn 3 miếng nữa. Ừ.